Xe ôm công nghệ càng ngày càng nhiều. Rồi ôi, thế thì khó khăn chết mất. Anh, em sắp hết hạn đóng tiền học rồi đấy. Anh biết rồi, để mấy bữa nữa anh gom đủ rồi anh đưa cho. Anh nhanh lên đấy, sáng nay em cũng bị đọc tên trước lớp á, xấu hổ gần chết. Anh biết rồi. Lúc nào anh cũng biết rồi, biết rồi. Bọn bạn em kia kìa, đừng người yêu mua cho nào là túi sách, nào là quần áo. Có đứa, còn đứa mua cả SH nữa. Em không đòi hỏi, không phải vì em không xứng đáng, mà là tại vì anh nghèo đấy, nên em mới phải chịu tủi theo anh thôi. Đúng là hiện tại em có thiệt thòi hơn so với người khác thật. Nhưng mà anh hứa với em là anh sẽ đối tốt với em, không sớm thì muộn, anh sẽ lo cho em mọi thứ. Anh nhớ giữ lời hứa đấy nhá. Anh Tài, dậy 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 nhanh lên, muộn rồi. Mấy giờ rồi em? 6:55 rồi, dậy nhanh lên, em muộn học rồi. 6:55 á? Đi, để hôm nay anh đưa em đi, muộn rồi. Nhưng mà em ngại lắm. Ngại cái gì? Muộn đến nơi rồi ngại, đi. Đến rồi đấy, nào, đi anh cởi mũ cho. Thôi để em tự cởi, anh đi về đi, không ai thấy, em xấu hổ lắm. Thế chưa anh lại đón nhá. Thôi khỏi, anh đi đi. Anh yêu em. Hôm nay nắng quá. Tết, anh ở đây. Đi lên về thôi. Em đã bảo không phải đón em cơ mà. Ui, tại hôm nay trời nắng, anh mới đón em. Chứ để em đi xe buýt á, nó vừa lâu, lặng vừa chặt. Lâu với chặt á, còn sướng hơn là xấu hổ ấy. Chắc người yêu nó đấy mày ạ, nhìn thân thiết thế kia cơ mà. Xình thế mà đi vào thằng xe ôm. Hôm trước á, bảo là người yêu tao giàu lắm, chắc nó bốc phét đấy. Này, người yêu mày đấy à? Không phải đâu, người ta nhận nhầm người thôi. Người yêu thì cứ nhận đi, giấu giếm làm gì. Nhìn cũng sáng sủa đẹp trai đấy, mỗi tội à không giàu như mày bốc phét thôi. Em lấy áo anh chùm nữa lắng. Anh có biết là tôi xấu hổ với bạn bè lắm không? Tự nhiên anh xuất hiện ở đây làm cái gì? Thì tại vì anh lo cho em, chưa hề nắng nôi. Nắng nôi? Giờ thì sao? Hết nắng nôi chưa? Hay là tôi còn phải chịu thêm sự sỉ nhục của bạn bè? Anh có biết là mọi người nói tôi như thế nào hay không? Đường đường là một sinh viên mà lại đi yêu cái thằng xe ôm. Giờ anh đã hài lòng chưa? Anh biết là em đang rất giận, nhưng mà trời đang nắng, em lên xe để anh trở về. Đi xe máy chứ không phải đi ô tô đâu mà hết nắng. Anh lướt đi cho khuất mắt tôi. Nắng gì mà nắng thế không biết. Em ơi, sao lại đi bộ giữa trời nắng thế? Có cần đi nhờ không? Anh cho đi nhờ. Anh bảo đây, đoạn này hay có biến thái với cướp giật lắm. Lấy xe đi nhanh lên. Anh tên là Long, anh 25 tuổi, còn em tên gì? Dạ, em tên là Tuyết, em đang là sinh viên năm 2 ạ. Em đang là sinh viên à? Thảo nào khi nay thấy em đi bộ. Sinh viên bây giờ ai cũng đi làm thêm hết. Hay là để anh kiếm cho em một công việc làm thêm nhá. Thật à? Việc gì thế anh? Làm người yêu anh. Anh không nói trêu đâu, anh nói thật á. Đàn ông bây giờ yêu ai mà chẳng phải lo lắng cho cuộc sống của người kia hàng ngày. Anh làm kinh doanh nên mỗi tháng anh sẽ chu cấp cho em khoảng 10 triệu.
và thường xuyên sẽ đưa em đi ăn đi chơi. Đây là số điện thoại của anh. Nếu em đồng ý thì gọi cho anh nhé. Bây giờ anh phải đi vì có hợp đồng lớn. Chào em. Nhắn tin với ai mà cười khúc khích ấy? Tôi nhắn tin với ai tôi cũng phải báo cáo với anh à? Ê, đi gặp ai mà quần quần áo áo ghê thế? À, hôm nay em có buổi thuyết trình quan trọng. Mà anh lo mặc cái áo xe ôm của anh vào rồi đi làm đi. Lạ thế nhở? Ê! Tuyết! Ý! Sao giờ này em còn chưa đi học? Mà anh Tài là ai? Tuyết! Bạn em à? À, người yêu cũ của em anh ạ. Chia tay rồi nhưng mà anh ta cứ làm phiền em thôi. Em nói cái gì đấy hả Tuyết? Anh làm cái gì đấy? Để tôi nói cho anh biết nhá. Từ lâu rồi tôi không còn yêu anh, không còn muốn nhìn thấy cái bản mặt nghèo nàn của anh nữa. Thanh xuân của tôi có bao nhiêu đâu, anh còn muốn lấy bao nhiêu thanh xuân của tôi nữa? Tuyết, em tỉnh táo lại đi. Anh biết em không phải con người như thế mà. Anh làm cái gì đấy? Buông tay tao ra. Thằng này, mày làm cái gì bạn gái tao đấy à? Cút. Anh nhắn tin với ai mà gửi tít hết cả mắt lên thế? Em đến khi nào đấy? Em vừa mới đến thôi. Em mà phát hiện ra anh đi hàng phèo với con nào á thì đừng có trách nhá. Làm gì có con nào, anh chỉ có em thôi. Tặng cho anh này. Ồ, hôm nay dịp gì mà lại tặng quà cho anh thế này? Một dịp đặc biệt của đặc biệt. Để anh đoán xem bên trong này là cái gì nhá. Hộp nhỏ nhỏ thế này chắc chắn là đồng hồ rồi. Không phải, nó còn giá trị hơn thế nhiều. Uầy, thế thì là vòng vàng à? Cũng không đúng. Chả nhẽ em lại tặng anh kim cương? Không phải, nó còn giá trị hơn thế. Thôi, anh mở ra đi. Ta-da, em đã nói là giá trị hơn tất cả mà. Anh sắp lên chức bố rồi đấy. Có đùa tôi đấy à? Anh sao vậy? Bỏ ngay đứa bé cho tôi. Anh nói cái quái gì vậy? Chả nhẽ mình có con làm anh không vui à? Trước giờ anh luôn nói anh sẽ cưới tôi, anh sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Sao anh trả mặt anh như thế? Im. Lúc tán tỉnh chơi bời, thằng chó nào chả nói như thế. Mày nghĩ là tao sẽ cưới một con như mày về làm vợ á? Còn lâu. Ok, cho mày tát một cái để cho mày đỡ tức. Còn bây giờ đi phá ngay cái thai cho tao, nhanh lên. Anh Long, anh không biết sót con mình hả anh Long? Vì tao sót con của tao nên tao mới không muốn con của tao mang gen khốn nạn của mày, nghe chưa? Nó cho nó tôi nó khốn nạn. Tao đã nói với mày nhiều lần rồi, ồn ào ít thôi. Giờ tao hỏi mày lần cuối, mày có đi phá cái thai không? Còn lâu. Vậy bây giờ tao sẽ gửi hết những clip của tao với mày cho bố mẹ mày, bạn bè mày và cả thế giới này cho họ biết. Thì mày nghĩ sao? Khốn nạn! Tao cho mày 3 ngày. 3 ngày sau mang giấy xác nhận của bệnh viện đến gặp tao. Nếu không đừng trách thằng này chơi không đẹp. Con à, mẹ là loại không ra gì, không xứng đáng làm mẹ của con. Mẹ xin lỗi.
Tuyết, em điên rồi à? Rốt cuộc có chuyện gì? Nói anh nghe xem nào. Nói anh nghe, thằng ấy đánh em à? Hay đã xảy ra chuyện gì? Bình tĩnh lại Tuyết, nhìn anh này, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Em có thai rồi. Rồi là không chịu trách nhiệm hay sao? Nó ép em bỏ đứa bé, nếu không sẽ tung tất cả những clip của em và nó lên cho mọi người biết. Em không đủ can đảm để bỏ đứa bé, nhưng cũng không đủ can đảm để sống khi bị người ta khinh. Thực sự em bây giờ chỉ muốn chết thôi. Khốn nạn. Em cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều có cách giải quyết thôi. Sao? Phá chưa? Đưa giấy bệnh viện đấy xem nào. Mày nghĩ là tao sẽ phá à? Tao tuy có khốn nạn nhưng vẫn còn chút lương tâm của một con người. Mẹ con chó này. Được. Mày muốn thử thách sự kiên nhẫn của một dân chơi chứ gì? Thế thì để tao chiều mày. Ngay trong ngày hôm nay, tất cả những clip của mày nằm ngửa với tao sẽ được phát tán trên mạng. Bố mày, mẹ mày, cô dì chú bác họ hàng ngang ngốc nhà mày sẽ được chiêm ngưỡng. Để tao xem nửa đời còn lại của mày sẽ sống như thế nào. Mày đăng đi, đăng cho nhiều vào. Chắc là trong video chỉ có mỗi một mình tao làm tình đấy. Mày đăng đi, rồi tao với mày cùng chết chung. Ôi trời ơi, đau bụng quá. Này cô bé, em ngây thơ thật hay là em ngây thơ giả vờ đấy? Bây giờ thời đại nào rồi, anh thích che chỗ nào mà chẳng được, làm rõ, phóng to chỗ nào mà chẳng được. Nào bây giờ em nói đi, em thích được che chỗ nào trên cơ thể của em? Anh chỉ xin để lộ nguyên cái bản mặt của em ra thôi. Chỉ cần tạo ra vài tài khoản ảo, tung lên, che cái cần che lại, thì người thua trong cuộc chơi này chính là em. Ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng cố cho tròn vai chính nữa. Mày cao thủ lắm, thế nhưng ngày hôm nay có lẽ mày nói hơi nhiều rồi đấy. Mẹ kiếp, đưa điện thoại cho tao, nhanh lên. Đưa cho tao. Thiết bị này đã được kết nối với công an, mày có lấy lại cũng bằng thừa thôi. Tưởng dân chơi thế nào, vẫn lòn và xanh đó. Chúng ta về thôi.